Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin dân phản đối mạnh mẽ đề xuất lập vành đai thu tiền dân đi xe vào nội thành. Tiền trong túi dân còn rất nhiều, mua xe phải đóng thuế cao hơn rất nhiều so với các nước, thu phí đường bộ, phí cầu đường, giờ lại phí vào nội thành. Ùn tắc là mật độ dân quá đông, đường xá thì chật hẹp, các ông nên nghĩ ra giải pháp chứ không chỉ chăm chăm ngó vào túi dân. Đó là ý kiến của Facebook Bùi Lê Đức Hòa, cũng như hầu hết các ý kiến trên mạng xã hội đều tỏ ra bất bình về ma trận 87 trạm thu phí xe vào nội đô của chính quyền thành phố Hà Nội. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề xuất đặt 87 trạm thu phí tại 68 vị trí quanh thành phố với mức phí dự kiến cho mỗi phương tiện vào thủ đô thấp nhất là 50.000 đồng, mức phí đỗ xe ở khu vực trung tâm là khoảng 100.000 đồng. Đây là hình ảnh ma trận thu phí vào nội đô Hà Nội gồm 87 trạm thu phí tại 68 vị trí quanh thành phố. Theo giải thích của các cơ quan chức năng, việc thu phí như vậy nhằm mục đích khắc phục tình trạng ùn tắc khi nhiều dự án hạ tầng giao thông của Hà Nội chậm tiến độ, chưa đầu tư hoàn chỉnh hoặc chưa được đầu tư. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh đã nêu ra nhận định của mình với đài FA như sau. Hiện nay Hà Nội muốn bổ sung việc thu phí vào nội đô. Việc này thì một số nước như Singapore cũng đã làm để có thêm nguồn thu vào xây dựng kết cấu hạ tầng. Qua đó cũng muốn hạn chế những xe không cần thiết vào thành phố. Tôi nghĩ Hà Nội nên làm thí điểm ở một vài điểm để rút kinh nghiệm, rồi sẽ mở rộng sau. Làm thí điểm thì mới cho ra những bài học trong thực tế. Rõ ràng là Hà Nội đang cần tiền. Trong tình hình hiện nay nên tôi nghĩ làm thí điểm một khu nào đấy ở trung tâm. Trên cơ sở đó sẽ xem xét hiệu quả như thế nào, rút kinh nghiệm về cách làm, cách thu phí ra sao, rồi đưa ra bàn bạc, trình Hội đồng Nhân dân để có biện pháp cụ thể sau. Chị Hát, một người dân ở thành phố Hà Nội, hoàn toàn phản bác đề xuất này, dù chỉ là thí điểm. Chị đã nói với đài FA sáng ngày 1 tháng 11 rằng, rất nhiều người dân quanh nơi chị ở phản đối việc xây hàng loạt trạm thu phí quanh Hà Nội như thế. Chị phân tích, có thí điểm 1-2 trạm thì cũng không thể chấp nhận được, bởi vì tất cả các ngã đường vào thành phố mà lập bốt như thế thì còn gì là sự lưu thông, đi lại tự do nữa. Nó sẽ là một trại tù giam. Cũng không thể biến Hà Nội và nội thành thành nơi nhốt tù như thế được. Hãy tưởng tượng một vòng vây bốt siết chặt thủ đô như vậy thì dân sẽ sống ra sao đây? Đây là hình ảnh kẹt xe trên đường Trường Chinh Hà Nội giờ cao điểm. Tất cả những trạm bốt mọc ra tua tủa như thế ở tất cả các ngã đường vào Hà Nội thì nó sẽ như những cái bãi rác rất lớn. Thực sự gọi là bãi rác và bãi bốt luôn. Nó ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân. Nói chung, nó là một thảm họa cho dân thủ đô. Không chỉ người dân Hà Nội lên tiếng mà một số quan chức cũng bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất thu phí phương tiện giao thông vào nội đô Hà Nội. Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng là một tiến sĩ luật, viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Các nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông lớn nhất hiện nay tại Hà Nội đều do quản lý và có thể không loại trừ nhóm lợi ích, chứ đâu phải do xe ngoại tỉnh vào Hà Nội. Xe ngoại tỉnh vào Hà Nội cần được đánh giá nhu cầu nghiêm túc. Thu phí xe vào là điều bất công và chính nó đã gây ra bất bình đẳng trong chi phí xã hội, vi phạm nguyên tắc tự do đi lại và tự do kinh doanh theo hiến pháp và luật cạnh tranh. Hơn nữa, chính hơn 60 trạm thu phí xe ngoại tỉnh sẽ chính là nguyên nhân làm nhiều hệ lụy về kinh tế xã hội. Ngoài Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến thu phí mỗi ô tô lưu thông và trung tâm thành phố trong khung giờ cao điểm ít nhất là 40.000 đồng. Đây là hình ảnh sơ đồ dự kiến các khu vực đặt 34 trạm thu phí tạo thành vành đai khép kín trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất lập 34 trạm thu phí vào trung tâm thành phố do Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn, nay là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, làm chủ đầu tư được đưa ra từ năm 2019. Việc lập hàng chục trạm thu phí ở vành đai hai thành phố lớn nhất nước không nhận được sự đồng thuận của người dân cả hai nơi. Người dân thì cho rằng các dự án được đưa ra chỉ với mục đích móc túi dân mà thôi. Anh Ngọc Sơn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm của mình như sau. Thật sự thì việc xây hàng loạt bốt để thu phí như thế không thể cải thiện tình trạng kẹt xe trong thành phố
mà nó lại gây ra sự bất bình đẳng giữa những người dân ngoại tỉnh và những người dân trong thành phố. Người ngoại tỉnh khi vào thành phố là người có nhu cầu đi lại, kinh doanh như người ở trong thành phố, nhưng người ta lại phải tốn một khoản phí, như thế giá cả hàng hóa sẽ tăng vì chi phí tăng. Thành phố đâu của riêng ai mà người ngoại tỉnh phải tốn tiền khi đi vào. Vấn đề kẹt xe rõ ràng đâu phải do xe ở ngoại tỉnh vào, mà vấn đề là quản lý đô thị như thế nào. Họ không có một chính sách hay một kế hoạch nào để có thể giảm việc kẹt xe mà lại đẻ ra việc thu phí thì tôi thấy không hợp lý chút nào cả. Ông Đức, chủ một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các dự án như thế là không thể chấp nhận được, nhất là trong tình hình dân chúng kiệt quệ vì đại dịch như hiện nay. Ông nói: cái thứ nhất là cá nhân tôi phải gọi các đề án này là thiếu chín chắn của một số cá nhân có liên quan, có trách nhiệm trong cái việc này. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch thành phố Hà Nội. Theo thì nghĩ của tôi thôi, hình như họ nghĩ ra cái cách nào đó để thu tiền thôi, chứ họ không dựa trên một căn cứ khoa học nào cả, về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn. Vấn đề thứ hai tôi muốn nói đến là hơn một năm nay, gần hai năm nay rồi, Việt Nam đã trải qua một làn sóng dịch bệnh quá là nặng nề. Dân thì đang kiệt quệ, doanh nghiệp thì cũng lao đao. Nhưng mà họ lại nghĩ ra những cái đề án, những dự án mà hình như cuối cùng chỉ là để thu tiền. Các vị có trách nhiệm, có quyền lực trong vấn đề này quá non kém trong vấn đề quản trị, trong vấn đề quản lý. Hà Nội không phải là của riêng người dân Hà Nội hay là của chính quyền Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của một quốc gia, là một trung tâm văn hóa, khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Rất nhiều tỉnh thành, rất nhiều doanh nghiệp, người dân có nhu cầu, công việc phải đến Hà Nội. Thế bây giờ các ông lập trạm thu phí lên để các ông hạn chế người ta đến, không muốn cho người ta vào nữa hay sao? Đâu có được. Không thể làm như thế được mà phải tìm cách khác. Nhiều ý kiến cho rằng để lưu thông trong thành phố không bị tắc nghẽn hoặc giải quyết việc ùn tắc giao thông, cần phải nâng cấp đường xá, cơ sở hạ tầng là trách nhiệm của nhà nước, không để thu tiền dân để làm những dự án mà sau thời gian dài thực hiện vẫn không giải quyết được như đề án chống ngập mấy chục năm qua tại thành phố Hồ Chí Minh này. Còn Facebook Trần Kiến Minh thì bình luận như sau: tư duy phát triển giật lùi, bán đất để ăn ngập mồm, chung cư mọc như nấm dày đặc, đường sắt Cát Linh Hà Đông thì hút máu dân cả ngàn tỷ đồng để đắp chiếu, đường xá không chịu mở rộng, đến lúc xe chả có chỗ đỗ mà đi đến thì lại cấm và thu phí. Một cái Hà Nội bằng mắt mũi nhưng kéo cả cái đất nước Việt Nam giật lùi. Hãy nhìn sang Indo hay Thái Lan, khi họ đi rất nhiều ô tô gấp hơn 20 lần Việt Nam mà còn chẳng phải cấm. Đây là hình ảnh trong khi dự án Cát Linh Hà Đông chưa chạy đã phải trả nợ, thì tin xấu lại đến từ dự án Nhổn Ga Hà Nội khi liên danh nhà thầu Hyundai Hàn Quốc và Ý yêu cầu nhà nước Việt Nam phải bồi thường 114 triệu đô la, tức là hơn 2.600 tỷ đồng, do dự án bị chậm tiến độ mặt bằng. Facebook Nguyễn Hiệp thì nói: người dân đã khốn khó trong dịch, không hỗ trợ được bao nhiêu, vaccine cũng phải lập quỹ xin dân, bớt dịch thì xăng tăng giá, cát tăng giá. Giờ lại nghĩ thêm kế để thu thêm tiền phí. Chính quyền làm được cái gì ngoài vặt lông thu thuế và ăn hại không? Có chính phủ quốc gia nào yếu kém và người dân phải nhịn nhục như Việt Nam hay không? Nếu công nhớ rằng con run xéo lắm cũng quản đấy. Còn Facebook Hải An thì chia sẻ: đề án này còn rất nhiều bất cập. Đối với những người lao động có thu nhập thấp, cuộc sống khó khăn nên bắt buộc phải tìm chỗ ở vùng ven đô để giảm chi phí, nhưng lại đi làm việc ở trong nội đô thì vô hình dung tự dưng lại mất thêm một khoản tiền. Việc này có thể dẫn đến tình trạng người lao động lại ùn ùn tìm cách vào nội đô sinh sống, khiến mật độ dân số trong nội đô tăng lên, đã chặt người lại thêm đông thì liệu có giảm được ùn tắc hay không? Còn bạn đọc Thanh Ngân thì phân tích tiếp như sau: người ta thường sẽ dùng tiền, trả tiền để nhận một cái giá trị khác. Nếu trả tiền như một cách để mua vé đi vào nội đô thì thật là không xứng đáng, vì giao thông nội đô quá đông đúc, thường xuyên bị ách tắc, chỗ đỗ xe không có, đỗ xe được thì cũng mất mấy chục ngàn. Vậy giá trị nhận được khi đi xe vào nội đô là cái gì? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm 14 tháng 11 năm 2021 với bản tin: dân phản đối mạnh mẽ đề xuất
lập vành đai thu tiền dân khi đi xe vào nội đô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.